lên hàng. Xin chào các bác nhá, hôm nay lại dẫn các bác đi là câu cá sông tự nhiên. Thì điểm câu này là sông Cà Lồ, chảy qua địa phận Đông Anh, Hà Nội. Thì các bác nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để cập nhật những cái video mới nhất trên kênh của tôi nhá. Xin cảm ơn các bác. Thì hôm nay một số các anh đã đi trước, còn tôi đi sau. Bây giờ mình đến. Điểm này khá đẹp, nước có vẻ là cũng hơi chảy. Hôm nay các sếp oánh một dàn lăng xê này, phải đến 50 cái cần lăng xê này, không được cá thì thôi. Ý, tay to, quăng tí sang bờ bên kia. Ghê thật. Quánh xa quá luôn à. Đâu, vừa con hàng gì anh ơi? Đẹp đẹp. Đâu? Có không? Tầm 5 lạng. 5 lạng cơ? Sao nào? Đẹp thôi. Ai lên hàng anh? Anh chỉ có anh. Cái gì vậy? Ui, đẹp quá nhỉ. Cao thủ quá. Nổ, 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 nổ. Anh ơi. Ơi. Đây nhá. Không ngồi động được. Ừ, anh ngồi đây đi để em còn lục bên đi. Mà không, anh ngồi bên kia em còn lục bên nào. Ừ. Chỗ nào có cá thì cho câu. Ui, quả gì nhỉ? Đi xin chung món bia. Nhiều nhất đây à? Ờ, rô phi à? Không. Náo. Dính hàng, dính hàng. Vật vật anh ơi. Hay chưa? Con này khá đấy. Chạy ác lắm. Có vật chưa? Thôi em nhấc cần lên không? Trời. Con này 8 lạng. Vật anh đâu? Vào kia. Úi giời. Úi giời. Nó vào cái lưới của cước mình rồi. Đâu rồi? Nhấc lên đã. Đâu đỏ thế? Đỏ, đỏ nè. Chú em bảo đỏ nè. Đọc con ấy đã xong, giải quyết bên kia rồi. Con này được, kho được đấy. Con này ngon lắm. Giải quyết bên kia. Rồi, con này được 7 lạng đấy. 7-8 lạng đấy. Rồi nhá, bên kia thôi, bê đi. Con cá nó bê rồi. Chẳng như học trình chứ à. Ôi trời, thôi, đã nhịp rồi. Báo cái chứ. Con này to đấy. Rồi. Nãy chuột được. À, có. Trời, ghê thật. Mọi các cần thủ này lên hàng liên tục. Lên 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 thôi, lên 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 lên. Ồ, anh nông câu bình thường. Ừ, từ từ để dành thêm nữa chứ, mỗi ông con chứ. Thế mất hết khách à, đi về đấy. Dỗi dỗi đi về. Đúng rồi. Mình nếm sân quá chán. Đôi bạn trả lời ngay đấy à. Cũng ghê đấy. Con chú Huân phải cân cân mốt nha. Đâu tao độ 6 lạng 2. Anh đang nói là máy đang bắt hay gì đây này. Chú đùa. Anh không biết chờ. À sao bác chờ sau chứ? Ờ. Xét tí. Ông nào đã câu chọn rồi, đi theo là. Ông nào? Yeah. Đã có chọn rồi. Đâu rô phi nó nôi ra đấy đấy. Thế mồi rô phi ác đấy. Thằng nào lên đấy hả chú Huân? Tính. Lại tính nữa. Em mang 8 cờ nữa thì mang thế là đủ rồi.
cho về sân bên kia chứ. Yeah. Cho nốt về sân bên kia chứ nó gì. Cái thời gì? Ôi. Cái gì này, lưu đạn cái gì này? Dạ cá cắn rất đều. Đâu cái đấy là so. Cá cắn rất đẹp chứ không thấy hàng hỏa gì. Lại bắt đầu trôi sang trái. Chạy lung tung. Bây giờ thấy cái bọn cây kia nó đung đưa mạnh, bắt đầu ở chỗ mình có rồi. Bắt đầu ngồi ghế, em mượn ghế cho. Ngồi kia đi, đúng cái chó phơi nắng thì bạn thơm thật. Ngồi sát sát cả. Không ngồi à? Chú không mang ghế đi. Không, em nhắm câu lắc xề thì cần gì ghế. Đúng cái chó. Tao có cần đăng xe nào dình đỏ kìa. Đến giờ rồi. Đấy. Em biết nó ngập thì lấy mà. Ok. Nó đón mồi gì? Nại tắt nhá. Nại tắt thì cho đỡ hết pin tội gì. Bẹt. Nó đang hiếm vứt rồi đấy. Mò mò gì chứ kìa. Dạ. Mò ăn hay nổ mò. 40 rồi. Chắc có người đặt nó mới nấu. Hả? Nó không nấu sẵn, chắc có người đặt nó mới. Bình thường là mọi ngày nó đấy. Chết. Anh còn không? Còn. Bình thường là mọi ngày nó ấy. Nó vẫn ship là nó vẫn mang nhưng mà kiểu bây giờ thịt nó đắt. Nó bảo chú gọi cháu mới làm đi. Không cháu chọn cháu không làm. Bảo thịt đắt thì lại mới bán đắt nền nhỉ. Nhưng mà xong người ta bảo bán đắt. Tất mất hình mà đéo cái gì nè. Ở giữa sâu đậm lên nhỉ? Được à? Giữa sâu lắm, sao đéo nhau đấy. Mất hình, mất hình. Não 100%. Úi da, to lắm. Sông đẹp thế này. Chắc chưa giờ ăn đấy. Có cá thì có. Nhưng nó chưa ăn nó. Đây chỗ này ngồi được anh à, chỗ này nó đỡ cỏ may. À kia là hai đứa con gái à? Làm 8 suất luôn. Nhắm nó 8 người. Ra truyền. Ông Nập lại gần nhắm Hưng hay ấy nó cũng đi. Ơi, mời cả nhà ăn chưa? Mời các bác ăn xôi ạ.
cửa ngoài rồi. Rồi rất ngon. Với cần thủ lăng xe là tí ở lại săn hàng nhá. Hôm nay là anh em tôi rơi vào khoảng độ 18 mấy lăng xe, nhưng mà từ sáng hình như là chưa được con nào, chắc toàn chuông hỏng. Bây giờ là tôi có việc về trước nên là mấy các anh ở lại câu tiếp. Đây thành quả là nó bây giờ nhấc này lên là không nức nổi, phải có ông bê ở đít ấy. Rồi các anh về sau nhá. Em về trước nhá. Cho ba giỏ thành quả cái đi. À, giỏ kia hàn chép. À, anh thử nhấc cái giỏ của anh xem được yến không? Được. Nặng phết đấy, được. Khéo động ổ. Thành quả đấy. Rồi, toàn cá ngon đấy. Hai chép. Khoảng độ 20 con ngạo. Con này một nheo. Ở đây còn nhiều ba la ba lạng nữa. Mỗi người là một con trôi. Đánh giá sơ bộ về cái điểm câu này là vị trí ngồi đẹp. Tiềm năng. Gọi là cá rất nhiều, nhưng mà cũng đồng nghĩa mà ở dưới đây rất nhiều cá dọn bể. Nó vào khoảng độ một con cá thì cũng có một con cá dọn bể, nên là cái xác suất chúng ta câu được rất là khó vì nó canh ở dưới. Chỗ này thì các bác có thể câu đài được ở đây, nước nó chảy nhưng mà cái chỗ này nó quẩn vào. Nói chung là đi câu là tự nhiên như được hôm nay là rất là thành công. Còn hôm tới sẽ làm vài con 2-3 cân đây nữa. Dạ. Thôi bây giờ tôi phải có việc về trước, các anh ở lại. Tối các anh nhớ chụp hàng cho em xem nhá. Nhất trí rồi. Về anh xin nhá, Long về đây. Về nhá. Về trước nhá, anh về nhá. Bye bye nhá. Ôi, view đẹp, chỗ này view đẹp tuyệt vời này. Đấy. Điểm câu rất là đẹp. Đây toàn cây hoa cỏ bay, các bác đi vào đây mặc quần đùi đấy, quần thôi à, chiều về gỡ mệt kinh khủng. Hôm nay là mượn xe của vợ đi thôi. Xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhá. Hôm nay tôi có việc nên phải về sớm, không ở lại câu với các anh được.